Đây các bạn ơi, mình chia sẻ cho các bạn này, mình thấy một con ong hút mật đây rất là hay nha, con ong rất là đẹp nha các bạn. Không biết các bạn có biết con ong này ăn gì không, mình không biết á. Con ong này nó màu, nó màu cánh gión các bạn, nó đỏ đỏ tím tím, nhưng mà nó cái đầu nó có một cọng hút, nó thạc vô cây bồng nó hút mật. Nó bay rất là chuẩn, hay cánh nó đập rất là nhanh, rất là chuẩn nha các bạn. Cái cây đu đập của mình đó, cái kim rất là dài. Mà hoàng phát hiện nó mình nha các bạn ơi, nó rất là khâu, phát hiện nó mình nha, phát hiện nó mình, cho nên nó bay vòng nha. Đây, cây đủ cái kia nó có trái, nó cũng hút được nha các bạn. Nó bay vòng cho mình thấy nó thật hay hút mặt cái cây này, cây đu đợt này. Nó bay vòng á, thay mình thấy nó hút mặt mấy lần nha các bạn. Đây gọi là đu tua, đu đực các bạn, nó không có trái, nó là bông gì biết à. Rồi mình quay cây đu tua này để cho các bạn quý vị có nhu cầu xài cái bông nó để làm thuốc thì các bạn hãy liên hệ với mình nếu ở gần. Bây giờ sáng mình thấy con kiến này nó trọng lượng to hơn nó, mình chia sẻ cho các bạn xem luôn. Nó rất là mạnh các bạn, mình nói mà nó noa, nó đi rất là nhanh. Nó mà nó loa nguyên cơ con kiến to hơn nó rất là nhiều. Bỏ bánh xe luôn ha, đi dỗ anh. Đây sáng mình quay cho các bạn xem luôn nha. Đó, con ăn mặt của mình đó, tối nó bay vô cái đèn, nó bị con nhện nhện các bạn, nhện nhỏ nha, đó nó quấn lại, thấy không, nó lấy cái tờ nó quấn lại, con ăn cục cửa chân nồ nó quấn gần đó, thấy không, đó để nó bét con ăn này nó ăn các bạn. Đó, nên thế giới động vật là con này nó ăn con kia, không nó con nhện nhện nó nhỏ thôi, con ong này nó bay vô điện, bay vô cái lưới của nó đó bạn. Đây chia sẻ luôn cho các bạn, con này con cái nhện to hơn, nó đơn là sinh sản nghe các bạn, cái bọc tơ của nó là nó đẻ trứng trong đó, đoạn đơn ấp con đó, nó noa để khi nào mà con nó lớn rồi nó sẽ xé cái bọc tơ nó ra. Ở trong đó cái rất là nhiều con các bạn, ở trong đó có ngọn con nó nghe. Trước mà mình thấy ở trong đó có một con, có cái bịch buồn thấy là nó con nó bò rất là nhiều các bạn, bò đầy hết các bạn ơi. Mình đụng nó bỏ nó chạy này, thấy không, chạy qua đây nó đụng nó noa đi các bạn, nó đi chứ nó không có bỏ cái bọc con của nó, thấy không, nó cái đó mà nhưng nó chạy rất là nhanh như các bạn, rất là nhanh, chạy rất là nhanh đó. Chân nó gai không, phải không, mấy con đi núi mới to các bạn, mấy con núi to có bằng gấp 10 lần con này nè, đi núi nó to hơn, còn con này nó ở gần khu vực người mình là nhiều, ở trong nhà hoặc mấy cái trong vườn đó bạn, con này nè nó cũng nhỏ tơ, nó có tơ sau cái đít này bạn này, nó đi cô nó xoài xuống hay là nó hút lên gì đó rất là nhanh, đi cô nó rớt xuống nó có tổng tơ nó đụng lẻn nó không bao giờ nó rớt xuống được, rất là hay, tổng tơ nó bét màu nó quấn lại cũng được.
quán mồi để bác mồi lại nó không có cửa, không có bay chạy gì đó quần. Thân hình nó, chân nó có gai thôi, gai nhỏ nhỏ thôi. Nó nhỏ thì mình gom to cho các bạn xem. Nó rất là nhỏ nên rất là khó thấy. Nó công tơ thôi, có công tơ nên đu vô cái thùng đó các bạn. Nó đạo mà đu vô công tơ nghe, có chuyện gì nghe các bạn, là nó nhỏ công tơ. Lụng lẹn không bao giờ mà nó rớt được. Rất là hay, nó rất là thông minh nha các bạn. Mỗi con nó, mỗi loài nó mỗi có hay. Trong bụng nó tự có tơ nó nhả ra, nó có thể nó lòm ổ nó để nó đẻ trứng cho đó nó ấp con. Hoặc là nó bắt những con mồi nó quấn ta lại, cộng ta rất là chắc, rất là dai. Ở trong ở nhà mình á, mình thấy con nhện này cũng nhiều nhưng mà ít có thấy nó đẻ trứng các bạn. Lâu lâu cũng có, ít có thấy nó đeo cái bọc trứng vậy lắm, nó no đi lắm. Lâu lâu thấy con về mình thấy mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem. Bọc rất to ha, tròn ha, thường thường làm tròn màu trắng nha các bạn, tơ nó màu trắng mà tơ số lượng nhiều cho nha, màu trắng dài lắm nha, trong cái bọc nó em xé ra nha, con ở trong đó. Rồi mình quay video này cho các bạn xem, thì chia sẻ mấy con kiến, ong, con nhện này cho các bạn xem, để cho các bạn biết những cái con này. Rồi mình có mấy con này thì nó vô hại nha các bạn, không có cán, không có gì mình các bạn, không biết chích gì mà mấy con ăn đó, nó con ăn nãy cũng vậy, nó không có chích mình, các bạn thấy mình nó trống liền à. Bây giờ mình sẽ quay luôn cái con đốm đốm cho các bạn xem nè. Tối lại là nó có xuất hiện đốm đốm nha các bạn, nó đốm đốm mà nó chớp chớp nàng nó bò nha. Rồi mình quay video cho các bạn xem tới đây, mình xin tạm dừng. Nếu các bạn thấy hay hãy like đăng ký để ủng hộ kênh video của mình. Xin chào và hẹn lại những video sau.